Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình lấy góp nhận 50 token có ký hiệu là CD dự án này làm về game 3D nhé các bạn. Thì để tham gia game này các bạn cần click phần link mô tả dưới video bấm start này. Sau khi bấm start xong thì các bạn bấm vào continue nha các bạn. Rồi các bạn lướt captcha nè các bạn. Các bạn chọn hình chìa khóa này giống này các bạn. Rồi sau đó thì các bạn join vào kênh group nè. Sau khi join vào kênh group các bạn nhớ verify nha các bạn. Bấm vào em adbot nè. Rồi bạn bắt đáp lại bạn bấm vào continue. Sau khi bấm continue xong thì bạn bấm next step nha các bạn. Next step xong thì các bạn follow tại Twitter nữa. Sau khi follow tại Twitter xong thì các bạn điền lại username tại Twitter của các bạn. Tiếp tục thì các bạn tại tweet. Các bạn nhấp vào một like và retweet. Thì các bạn mở tại Twitter nó lên nha các bạn. Các bạn bài vào bài trên đầu đi, các bạn tự quyết đi các bạn. CD 3D B2B. Mình không biết mình like cái bài dự án đó hay là bài viết ở game ta. Rồi các bạn like cái bài dự án đó đi các bạn. CD 3D xin up fan các bạn. Các bạn like này, bạn trích dẫn với bài viết game này các bạn. Bài viết dự án này các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Như bạn avatar, như vậy một hồ sơ này các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài này nè, các bạn sao chép liên kết với Lodgepod. Sao bot này nó gờ đơ, khó chết bot muốn chết luôn. Nó thuộc ngủ rồi các bạn. Sau khi bạn tự viết xong thì các bạn bấm vào roto next step các bạn. Mình tưởng đâu cái máy của mình nó bị màn lag, thật ra con bot nó gì thế các bạn. Mình đã chết mấy lần này. Mà đổi mạng chuyển mạng hoài. Rồi, tiếp tục thì các bạn join vào Discord nè các bạn. Submit pen Discord, gọi điện lại username Discord thì bạn bấm vào Discord nè các bạn. Dự án này khá là ngon các bạn. Dù nó có đơ cơ nào các bạn cũng cố gắng làm nha bạn. Các bạn chấp nhận là mờ nữa. Mình rất là test những dự án kỹ lưỡng cho tất cả các bạn nữa. Để làm những dự án không có cái gì hết trơn. Trên Discord thì bạn chấp nhận là mờ nha các bạn. Gặp con Discord này mình gỗ xấu mình nữa. Trên Discord thì các bạn chat một câu đi các bạn. Nên nó chat mình không phải là người máy. Sau đó các bạn copy lên username Discord mình chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn sẽ chép lên nha bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Rồi các bạn dán username Discord mình vào đây nha các bạn. Cái chữ bot nào. Rồi tiếp tục thì các bạn chỉ biết đợi thôi các bạn. Chờ đợi là hạnh phúc. Rồi các bạn bấm go to next step nè. Sao mà những nhiệm vụ này mình làm hết trơn rồi mà sao nó không tích màu xanh ta. Kệ nó đi. Rồi sau đó các bạn subscribe kênh YouTube nó like luôn các bạn. Bạn đăng ký nè. Cái video này. Bạn like đi video luôn nè bạn. Sau đó các bạn nhấp vào kênh của bạn không ạ. Rồi sau đó các bạn copy username kênh YouTube của mình nha bạn. Hình chữ bot. Đâu rồi tại con bot này thì tính. Còn có hai nhiệm vụ nữa phản hồi giùm tao cái cây. Rồi bấm go to next step nha bạn. Tới follow minimum nữa nè. Rồi tiếp tục follow minimum và điền lại username
follow trên Netep account link. Rồi tiếp tục các bạn follow Minimum nha bạn, vô tay luôn. Trời ơi, gặp ông Minimum này em còn lót lâu hơn cả ông Discord nữa. Các bạn follow Minimum nha các bạn. Rồi các bạn vô đây, các bạn vô tay càng nhiều càng tốt. Rồi sau đó nhấn vào bài vạch đen đen này các bạn. Sẽ đồng hiện bức ảnh avatar mình nữa. Rồi các bạn nhấp vào ảnh avatar mình nha bạn. Nhấp vào ảnh avatar mình cái nữa. Rồi các bạn nhấp vào bao ganh cùng nữa. Rồi các bạn copy cái đường link Minimum mình nha các bạn. Gửi lại cho bot. Cao link continue rồi. Rồi tiếp tục thì mình chờ đợi là hạnh phúc các bạn. Rồi các bạn bấm vào Road to Access nha bạn. Những dự án ông Boss Trader thứ này là những dự án chất lượng nha các bạn. Mày nói thật đấy. Tại vì nó cập nhật thông tin của mình đầy đủ các bạn. Chứ không phải như ông Boss chắc ào. Nhưng ông Boss đó sau này nó lặp lại các bạn. Rồi tiếp tục là các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 trên YouTube Wallet của các bạn nè bạn. Các bạn sao chép địa chỉ BNB mình nè, gửi lại cho bot. Rồi sau đó các bạn bấm vào Confit nha các bạn. Sáng mà gặp hai con boss như thế này thì bỏ nửa ngày chờ. Rồi sau đó bạn cũng biết xong thì để mình làm hết cho các bạn luôn các bạn. Rồi sau đó thì mình bấm vào Infin các bạn. Rồi mình bấm vào Balance để check số cần mình kiếm được các bạn. Rồi mình lấy cái link ghép mình chia sẻ trong bè và người thân để kiếm số cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.